Từ nay đến năm 2025, huyện Simacai phấn đấu xây dựng 3 sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với các di tích lịch sử, văn hóa và nông nghiệp trải nghiệm. Các mô hình du lịch cộng đồng được đầu tư phát triển, góp phần giới thiệu những nét đẹp trong đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao nơi đây, đồng thời giúp cho bà con nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ngôi nhà của ông Giàng Ali có 2 tầng, 4 dãy nhà nối tiếp, vuông góc nhau. Khu nhà được làm bằng gỗ, xung quanh được bao bọc bởi lớp trình tường đất dày, mái lợp ngói âm dương. Không đơn giản là nơi sinh hoạt thường ngày của gia đình, căn nhà này còn là nơi tổ chức công việc chung trong thôn và các hoạt động dịp lễ Tết, ngày hội đại đoàn kết. Tự sáng tạo để làm thôi. Nhà nước thì là nó muốn làm cái gì, nó muốn ra chơi vui lúc nào thì ông cũng vô tư lại vào chơi là vào xem là vào chụp cái nọ kia thì vẫn đưa hết thôi mà vui vẻ không sao cả. Ngoài ngôi nhà của gia đình ông Giàng Ali tại thôn Mào Sao Phìn, ngôi làng cổ hàng trăm năm tuổi của dân tộc Mông Xín Chén, hiện vẫn có nhiều nhà trình tường đất đã lâu năm. Nhiều căn nhà có diện tích rộng, được thiết kế theo kiểu hình vuông. Nét kiến trúc độc đáo này đã thu hút nhiều kiến trúc sư đến tìm hiểu, nghiên cứu, cũng như nhiều du khách đến tham quan. Tuyên truyền bà con là cũng giữ gìn, bảo tồn và sửa chữa để làm cái du lịch cộng đồng trong tháng tới. Xã cũng đã kiến nghị các cấp các ngành quan tâm để cho bà con có cái chế độ như là vay vốn để duy tu sửa chữa bảo dưỡng các cái nhà này để làm cái du lịch cộng đồng. Với cảnh quan tươi đẹp, những nét văn hóa mộc mạc đơn sơ, những năm gần đây, những ngôi làng như Mào Sao Phìn, xã Xín Chén, Cán Chư Sử, xã Cán Cấu, Xen Xui, xã Lùng Thẩn, Xín Trải, xã Bản Mế ngày càng thu hút khách đến tham quan trải nghiệm. Tuy nhiên, tại các thôn bản chưa có cơ sở lưu trú để níu chân du khách. Vì thế, du lịch cộng đồng của Simacai chủ yếu mới dừng lại ở mức tiềm năng. 1,3 tỷ đồng dành cho cái chương trình du lịch nông nghiệp và 300 triệu đồng từ thu hút từ xã hội hóa để làm cái du lịch nông nghiệp nông thôn. Thì bên cạnh đó thì là huyện Simacai đã tự bỏ cái nguồn ngân sách của mình ra khoảng trên dưới 1 tỷ đồng để tạo ra một cái địa điểm ngắm cảnh ở xã Sán Trải. Để đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, huyện Simacai đã xây dựng lộ trình từ nay đến năm 2025 sẽ xây dựng 2 làng du lịch văn hóa cộng đồng, 1 làng du lịch gắn với di tích lịch sử và 3 làng du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp. Địa phương cũng tuyên truyền vận động người dân giữ gìn những nét văn hóa truyền thống, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu và tích cực vệ sinh môi trường nông thôn, tạo không gian xanh sạch đẹp để thu hút du khách.